Olympic vì sức khỏe cộng đồng này thì theo Mỹ Linh nghĩ là một chương trình hết sức ý nghĩa và hết sức thú vị. Hy vọng rằng là những năm sau hoặc gần đây thôi, hoặc là những cái ngày bình thường thứ bảy chủ nhật thì chương trình cũng sẽ được tiếp tục tổ chức để mọi người dân sẽ nâng cao ý thức của mình về việc giữ gìn sức khỏe. Khi thể dục thể thao thì chúng ta sẽ luôn luôn có một nguồn năng lượng. Khi đã có nguồn năng lượng rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là phấn khởi và bổ sung cho việc học tập, làm việc và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Hờ An hy vọng rằng toàn dân hãy cùng hưởng ứng ngày chạy bộ để có sức khỏe tốt hơn. Bây giờ thì mọi người hãy cùng chạy với Linh nhé.